Xin chào mọi người đã đến với kênh Ăn Dặm Mẹ Cam. Hôm nay thì mẹ Cam sẽ làm món bánh bao bí đỏ dành cho bé. Và bé từ 6 tháng thì đã có thể ăn được món này rồi nhá. Thành phần đầu tiên thì chắc chắn là bí đỏ rồi. Mọi người sẽ chọn một miếng bí đỏ vừa thôi. Và quả bí mà càng già thì bí sẽ càng ngọt. Mình sẽ cắt bỏ phần vỏ bí và ruột bí đi, lấy mỗi phần thịt thôi thì sẽ cân khoảng tầm 70g. Rồi mình đem phần thịt bí này đi hấp chín nhá. Khi bí đã chín rồi thì mình sẽ để nguội bớt đi một chút xíu rồi cho vào cối xay. Thành phần thứ hai là sữa thì mình sẽ dùng khoảng tầm 80ml tất cả. Mình sẽ chia ra hai phần, phần thứ nhất là khoảng tầm hơn một nửa thì mình sẽ cho vào xay cùng với bí. Còn một phần nữa lát nữa mình sẽ dùng sau. Sữa thì mọi người cứ dùng loại sữa mà bé uống hàng ngày thôi. Đối với bé trên 1 tuổi thì có thể dùng sữa tươi. Còn bé dưới 1 tuổi thì mình dùng sữa công thức hoặc là sữa mẹ. Sau khi xay xong thì hỗn hợp bí cùng với sữa đã rất là mịn như thế này rồi. Tiếp theo thì mình chuẩn bị 200g bột mì. Nếu mà có điều kiện thì mọi người nên dùng bột mì hữu cơ cho bé nhé. Còn không thì mình cứ dùng bột mì đa dụng bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ cho phần bí đỏ này vào trong bột. Mình để một bên thôi, chưa cần phải đảo đều đâu. Một thành phần không thể thiếu giúp cho bánh bao sẽ nở phồng lên, đấy là men nở. Mình dùng men nở hữu cơ của BioVegan. Loại này là men khô và mình sẽ trộn trực tiếp vào trong bột mì mà không cần phải kích hoạt men trước. Đơn giản lắm mọi người, mình chỉ cần mua cả gói này về và mình trộn vào bột thôi. Đối với 200g bột mì thì mình dùng 3g men nở, mình trộn đều men vào trong bột. Thực ra thì lúc nãy mọi người có thể là để cái phần bí đỏ này mình trộn sau cùng cũng được, mình trộn men trước. Đối với bé trên 1 tuổi thì mình sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê đường, một chút xíu muối. Còn nếu mà bé dưới 1 tuổi thì mẹ cứ bỏ qua đường muối thôi nhá, không cần phải cho vào đâu. Sau khi đã trộn men, đường, muối vào đều trong bột thì mình sẽ trộn bí đỏ vào đây. Cái phần sữa lúc nãy mình chừa lại vào thì mình muốn cho vào sau, là bởi vì mình sẽ căn xem bột nó khô hay ướt. Bây giờ thì mình cho cái phần sữa còn lại vào luôn. Nếu như mà nhà mọi người có máy trộn bột hoặc là máy làm bánh chuyên dụng thì mình cho vào máy tự trộn thì rất là khỏe luôn. Hoặc là mọi người có máy đánh trứng cầm tay ấy, thì dùng máy đánh trứng cầm tay để đánh bột cũng nhanh hơn. Còn nếu mà trường hợp không có hai cái đấy thì mọi người nhồi tay như mình nha. Thời gian nhồi thì sẽ khoảng tầm 20 phút. Lúc nhồi bột này thì mình sẽ vừa nhồi bột vừa xem phim thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn đấy. Mình cần phải nhồi lâu một tí như thế này thì bánh mới mềm và xốp nhá. Bây giờ khối bột đã khá là mịn như thế này rồi thì mình sẽ cho vào một cái tô, bọc màng bọc thực phẩm lại và mình sẽ để cho bột nghỉ trong vòng khoảng tầm 30 phút. Thời gian nghỉ này là để cho men hoạt động và làm cho bột nở phồng lên. Sau 30 phút thì bột của mình sẽ nở lên khoảng gần gấp đôi như thế này. Mọi người có thể kiểm tra bột bằng cách là mình sẽ dùng một ngón tay ấn xuống. Nếu như mà bột vẫn lõm nguyên và không bị đàn hồi trở lại thì đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy bột ra và chia thành từng viên để mình tạo hình bánh. Nói chung là cũng tùy mọi người thích làm bánh to hay là bánh nhỏ. Mình thì sẽ chia ra mỗi cục bột khoảng tầm 50-55g thì một chiếc bánh như thế là vừa bé ăn. Có một lưu ý nhỏ là để bột khỏi bị khô thì trong quá trình mình làm thì phần nào mình chưa dùng đến thì vẫn đậy màng bọc thực phẩm lại như bình thường. Đấy, mình chia thành từng viên bột như thế này. Mình cân thì nó sẽ đều bánh hơn ý. Cách tạo hình bột thì đầu tiên là mọi người sẽ dùng cái viên bột này mình vê thành hình dài. Sau đấy thì là gập hai bên lại và mình tiếp tục vê dài rồi lại gập. Tổng cộng lặp lại là 3 lần. Xong rồi cuối cùng mình sẽ ấn miếng bột dẹt ra, rồi mình dồn phần xung quanh vào như thế này để mình vê thành một chiếc bánh thật là tròn nhé.
Tới đây thì mọi người có thể để hình tròn như vậy là rất là xinh rồi. Nhưng mà mình thì màu mè hơn một tí, cho nên là mình sẽ tạo thành hình quả bí. Để tạo hình quả bí thì mình sẽ cần một số sợi dây. Mình dùng cái dây dù này hoặc là mọi người dùng cái dây chỉ mình bình thường mình may quần áo ấy. Với mỗi chiếc bánh thì cần có 4 sợi dây. Mình sẽ để chéo nhau như thế này. Xong rồi thì sẽ đặt bánh lên và cột dây lại là xong. Chỗ cột dây này thì mọi người lưu ý là mình cột vừa với bột như thế này nhá, không siết chặt lại bởi vì là lát nữa bột còn nở ra ấy. Cột dây xong thì mình sẽ cắt bớt cái phần dây thừa đi. Nhưng mà mọi người lưu ý là đừng có cắt sát quá thì dây sẽ dễ bị tuột. Sau khi mà tạo hình bánh bao xong thì mình sẽ chưa hấp ngay đâu, mà mình sẽ để như thế, mình cho bột nghỉ trong vòng khoảng tầm 15 phút rồi mình mới đem đi hấp. Với công thức như trong video ngày hôm nay thì mình làm được 6 chiếc bánh bao. Nếu mọi người còn miếng giấy chống dính thì mình nên lót ở bên dưới để cho đỡ bị bánh dính vào sừng hấp nhé. Mình sẽ tiến hành hấp bánh ở lửa vừa trong vòng khoảng tầm 15 phút. Và mọi người lưu ý là nên có một cái khăn chặn cái phần nắp lại như thế này để hơi nước không bị rơi xuống vào bánh. Sau 15 phút thì bánh của mình đã chín, nở phồng như thế này rồi. Mình còn gắn thêm cả một cái cuống lên bên trên như thế này nhìn cho giống quả bí nữa. Bởi vì là nhồi bột bằng tay cho nên là có thể sẽ không nở phồng xốp bằng mình nhồi bằng máy được. Nhưng mà mình cảm thấy là thành phẩm bánh này cũng rất là ngon rồi. Bánh rất là mềm và xốp mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ xé ra để cho mọi người xem phần bên trong như thế nào nhé. Đây, phần bên trong khá là mềm. Nếu như mà mọi người thích thì có thể cho thêm một chút phô mai vào giữa làm nhân. Hoặc là mình có thể xay bí đỏ với sữa, sau đấy thì thêm tinh bột bắp vào và xên lại thành nhân. Bánh của mình mềm và cái vỏ mình có thể bóc ra được như thế này luôn này. Đối với công thức như trong video thì mọi người dùng cho bé trên 1 tuổi. Còn đối với bé dưới 1 tuổi thì không cho đường và muối, là bé từ 6 tháng đã có thể ăn được rồi. Món này thì buổi tối mẹ có thể làm sẵn, xong rồi sáng dậy thì mình chỉ cần hấp nóng lại cho bé ăn sáng là xong. Mọi người nhớ ấn theo dõi kênh để xem thêm nhiều món mới cho con nhé.